Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và đây là tập phim về Phi Phi Cô Nương nằm trong chuỗi series Đại Nam Kỳ Án. Thời gian gần đây thì cộng đồng mạng liên tục réo tên gọi ca sĩ Phi Nhung vì cô được cho là nhân vật có tên là Phi Phi Cô Nương được nhắc tới trong chuỗi series Mùa Dịch Đại Nam Kỳ Án. Hôm qua ngày 9 tháng 6 thì một loạt tin nhắn được cho là của cậu con trai nuôi Hồ Văn Cường, trong đó có nội dung tố mẹ nuôi của mình là quỷ đội lốt người đã khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang. Và vào sáng hôm nay ngày 10 tháng 6, Hồ Văn Cường đã cùng bố mẹ ruột quay một đoạn clip dài gần 5 phút để phủ nhận mọi thông tin tiêu cực liên quan đến Phi Nhung và cho rằng có người đã dụ dỗ nam ca sĩ làm việc xấu. Chị đã mạo danh là chị gái ruột của con để liên hệ với một anh IT để liên kết nhằm tiết lộ những thông tin công kích mẹ Phi Nhung và gia đình của con. Về phía mẹ Hồ Văn Cường, bà khẳng định tin tưởng con người và tính cách của Phi Nhung. Còn về phía bố của Hồ Văn Cường cũng đã chủ động liên lạc với khán giả nhắn tin cùng con trai nhưng không nhận được phản hồi. Ông mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Và rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trái chiều về câu chuyện này. Quay tại nhà Phi Nhung là hiểu rồi đó, chắc hăm dọa người ta lắm. Chắc là gia đình em chịu đựng để sống bình yên qua ngày, chứ nói ra để rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình em. Mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ rồi. Bị hăm dọa thế mấy phải làm vậy thôi. Dù đúng dù sai cũng tội nghiệp nhất thằng nhỏ. Rồi tương lai sẽ đi về đâu? Drama showbiz nhiều quá, theo không kịp. Tao nghĩ nên từ từ, lâu lâu một vụ. Hết một vụ thì trừ một khoảng thời gian ngắn cho khán giả nghỉ ngơi. Chứ gì đâu một đợt một đống vụ thở gì nói. Bé nên tranh thủ cơ hội này để vạch mặt. Có lẽ bé không dám nói ra sự thật, sợ gia đình bị ảnh hưởng, bé còn non lắm. Không biết do đánh khối hay ánh sáng mà thấy mặt Hồ Văn Cường bên phải bị bầm bầm. Clip này chất lượng không tốt thì clip gốc thì nhìn rõ hơn. Người trong cuộc nói thì không tin, lời thằng IT nào đó thì tin lấy tin để, xong chửi xối xả. Hôm qua nghe đồn Phi Nhung lên báo công an rồi, chờ kết quả coi sao. Hồ Văn Cường lên tiếng như vậy rồi thì nên chấm dứt thôi. Nếu sau này có hậu quả thì Cường cũng nên tự gánh chứ đừng mong cộng đồng mạng lên tiếng giúp nữa. Khẩu nghiệp nặng đó. Chưa biết ai đúng ai sai mà đã vào sổ là nghiệp nặng lắm đó. Tất cả hãy tin vào pháp luật. Khi luật pháp đưa ra phán quyết, kết luận thì lúc đó mọi người mới lên tiếng phán xét nhé. Hồ Văn Cường là quán quân của cuộc thi Việt Nam Idol Kids vào tháng 7 năm 2016 lúc cậu 13 tuổi. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở Tiền Giang, bố là thợ hồ, mẹ làm rẫy thuê. Với sự hiếu thảo và nỗ lực vươn lên, Hồ Văn Cường đã để lại ấn tượng cho nhiều người và từ cuộc thi này thì ca sĩ Phi Nhung đã nhận Cường làm con nuôi, bảo trợ cậu ăn học đến năm 18 tuổi. Bên cạnh việc học và đi diễn vào cuối tuần thì thi thoảng các khán giả lại thấy Hồ Văn Cường làm những công việc như là rửa chén, lau dọn bàn ghế ở quán chay của Phi Nhung. Hiện tại thì bố của Hồ Văn Cường đang làm bảo vệ, còn mẹ thì làm tạp vụ trong quán chay do Phi Nhung làm chủ. Đến sáng ngày 9 tháng 6, một loạt tin nhắn gây sốc giữa Hồ Văn Cường và một người quen của Cường được cậu hacker Nhâm Hoàng Khang đăng tải. Không biết ai sao chứ mỗi lần về quê là em không muốn lên nữa. Nói chung quê là môi trường thích hợp nhất với em. Mà do em muốn ở đây là để thoát khỏi cái nghèo với lo cho mấy cháu trên đây rồi sau này về quê ở. Chứ ở trên đây mệt mỏi thấy sợ. Em chắc chắn sẽ phải ra khỏi nhà này rồi nhưng em phải tính toán thật kỹ. Để khi ra khỏi thì vẫn phải êm đẹp chứ không phải dậy sóng. Sau khi được khuyên nên tách ra và phải là người lộ mặt nạ, Hồ Văn Cường đã đáp lại rằng nhà bên đây là quỷ sao đấu lại nên thôi, đi ra trong êm đẹp là an toàn nhất. Kèm theo đoạn tin nhắn này thì hacker Nhâm Hoàng Khang cũng đăng hẳn một status kêu cứu giúp Cường, ngoài ra còn tiết lộ mình đang bị đe dọa. Gửi bà con, Cường đang bị đe dọa và uy hiếp. Cả người chị liên lạc của Cường cũng vậy. Hôm bữa mình đã gửi cho công an nhưng họ nói cần thời gian điều tra. Chắc là an nguy của người chị và Cường sẽ ổn khi mọi người coi clip này. Cường có nói nhà này toàn quỷ không? Không hề sai, sự thật rất nhiều. Mọi người tin Khang không? Hãy share để giúp Cường và cho bọn thích đe dọa trẻ em ra pháp luật. Ba mẹ Cường khổ. Các xe Cường bị PN và tụi DB lấy gần hết. Chỉ còn một ít. Mẹ Cường đang làm người ở trong nhà PN. Dạo này tập tành cho mẹ Cường uống rượu ăn chơi. Các bạn cứ xem đi nhé. Có lẽ đây là status cuối cùng của Khang đăng. Mọi người hãy nhớ nếu trong 24 giờ nữa không có bài nào, chắc là do đang bảo vệ gia đình. Vừa có người gọi hăm dọa sẽ giết con mình luôn. Lũ này thật tàn ác. Hãy kêu gọi công an cứu Cường. Hãy kêu gọi làm rõ những đứa trẻ PN nhận nuôi. Hãy kêu gọi công khai từ thiện hồi năm 2020. Sau status này thì khá nhiều người lo lắng cho sự an toàn của anh hacker. Bởi anh từng chia sẻ những bài bóc phốt của mình đều được cài ở chế độ tự động, hẹn giờ sẵn để đề phòng bản thân gặp biến. Sau đó thì tin tức đàn em cô Hằng đã bị bắt xuất hiện. Tuy nhiên chàng hacker này chỉ nhẹ nhàng share lại, mồm hơi sứng. Trong một cuộc hội thoại thì anh đã chia sẻ rằng
Vài hôm trước, công an cũng từng mời mình lên làm việc nhưng mình có mặt ở đó là để cung cấp bằng chứng và mình là nhân chứng. Mình luôn thượng tôn pháp luật. Tối qua mình không định post lên đâu, nhưng không hiểu sao đoạn chat của Hồ Văn Cường với chị gái bị phía Phi Nhung phát hiện rồi tra hỏi. Bởi vậy mình mới quyết định đăng bài đó lên để bảo vệ Cường và người thân. Giờ Cường và chị có vấn đề gì thì những người liên quan chắc chắn sẽ liên đới. Từ khi mình post bài đó lên, hai chị em Cường không bị làm phiền nữa. Và mình khẳng định lần nữa những bài mình post lên, Thách Phi Nhung cũng không dám kiện mình vì mình toàn nói sự thật. Ví dụ tiền học phí, bà bỏ tiền ra cho Cường đi học nhưng thực chất bạn đó được học bổng. Phi Nhung đâu phải bỏ tiền ra đâu, tiền đi hát cũng không chia đều, chỉ cho một ít rồi kêu giữ hộ. Theo như thông tin chia sẻ trên báo chí thì Hồ Văn Cường đã chính thức lên tiếng thừa nhận đoạn chat này là của mình và cho biết rằng em bức xúc nên lỡ lời. Trao đổi với Thanh Niên sáng ngày 9 tháng 6 thì Hồ Văn Cường xác nhận nội dung tin nhắn tố xấu Phi Nhung là do mình trò chuyện với một khán giả. Cậu cho biết rằng cuộc hội thoại này xảy ra cách đây vài tháng trước. Hình như em bị một hacker nào đó hack tin nhắn giữa em và một khán giả. Hacker đe dọa người nhắn tin với em và yêu cầu cung cấp thông tin. Dọa có thông tin rò rỉ trên mạng là nhà mẹ Nhung sẽ bán thận em. Một người nào đó dựa vào đây để đe dọa khán giả của em phải cung cấp thông tin. Còn nói là muốn giúp em có được tự do sớm hơn. Nếu không nhà mẹ Nhung sẽ bán thận em rồi làm hại gia đình em. Sau đó chị Phan kia sợ quá nên đã cung cấp thông tin. Khoảng thời gian đó em gặp nhiều áp lực, bức xúc gì đó nên thể hiện ra như vậy. Đó là những bộc phát khi trong người cảm thấy bức xúc một điều gì đó nên em lỡ nói ra thôi. Hiện tại em với mẹ em sống trong nhà rất hòa hợp, không có chuyện gì xảy ra hết. Vì em có những lời lẽ không kiểm soát được thì em đã nhận lỗi với mẹ Nhung rồi. Ngoài ra thì Hồ Văn Cường cho biết cậu cùng với mẹ đang có mặt tại cơ quan công an để khai báo và nhờ pháp luật can thiệp điều tra để làm rõ vấn đề. Ở phía mẹ nuôi Phi Nhung thì cô chia sẻ rằng: "Bây giờ tôi mới biết được câu cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán." Trên trang cá nhân thì Phi Nhung viết: "Hồ Văn Cường, con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày, con an tâm nhé." Có lẽ là drama này vẫn chưa thể kết thúc tại đây vì ngay sau đó, cậu hacker lại đăng một status đặt ra nghi vấn rằng liệu người trả lời trên báo chí có phải là Hồ Văn Cường không hay chỉ là người đại diện mà thôi. Bởi vì câu chuyện khá sốc nên phải dùng cách sốc. Báo Thanh Niên có gặp được Hồ Văn Cường không hay là đại diện? Chứ bên tôi có record chat và Facebook là người ta nhờ tôi nha. Lo minh bạch từ thiện đi, mình chơi tiếp. Và một đoạn clip mới được đào lại vào tối hôm qua. Trong đoạn clip, các con của nữ ca sĩ đang dọn dẹp phòng. Chính con gái nuôi của nữ ca sĩ bất ngờ tố mẹ lấy hết tiền của Hồ Văn Cường sau mỗi buổi đi hát về. Trước lời tố cáo của con gái thì Phi Nhung tỏ ra bất ngờ và thanh minh không có chuyện lấy tiền đi hát. Mặc dù vậy thì cô bé vẫn kiên quyết không chấp nhận lời giải thích của mẹ Nhung. Trong clip này thì Hồ Văn Cường cũng có mặt nhưng cậu bé chỉ im lặng trước lời tố cáo của cô em gái. Dành cho những bạn nào chưa kịp nắm bắt được câu chuyện về Phi Phi cô nương thì mình xin phép được tóm tắt lại những ồn ào từ bất ngờ cho tới hú hồn được cư dân mạng đào bới lên lại với thời gian vỏn vẹn chỉ trong vòng một tuần. Nhâm Hoàng Khang chính là hacker đã nhận được số tiền thưởng 1 tỷ của bà chủ Đại Nam vì tìm ra danh tính của anti fan bôi nhọ mình. Trong đó thì tài khoản HNTV là một trong những tài khoản thường xuyên đăng đàn xúc phạm bà Phương Hằng với những lời lẽ tiêu cực. Nhâm Hoàng Khang ngay sau đó đã tìm ra người đứng sau tài khoản này có tên thật là DMT, quản lý cũ của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và trong buổi livestream ngày 5 tháng 6, nữ đại gia Phương Hằng lại tiếp tục gọi tên một ca sĩ, bóc trần dĩ dãn dơ giấy. Phi Phi cô nương cũng là một bóng ma không tầm thường đâu quý vị, tầm cỡ đó, có sức ảnh hưởng rất ghê gớm. Đâu đó cũng núp lùm để đi đánh trận. Phi Phi cô nương này cực kỳ kinh khủng xa hoa, qua biết bao nhiêu mối tình rồi giờ Phi Phi cô nương không thích đàn ông mà thích đàn bà. Đóng một vai vợ sống với một người phụ nữ chứ không phải tầm thường đâu quý vị. Có những con người dưới tay được Phi Phi điều khiển tấn công vào tôi. Mặc dù không nêu đích danh nhưng cư dân mạng ngay sau đó cũng ngầm xác định được nhân vật Phi Phi cô nương mà bà Phương Hằng nhắc tới chính là nữ ca sĩ Phi Nhung. Khi hay tin bà Phương Hằng nhắc tới mình trong livestream, nữ ca sĩ không hề phủ nhận mà ngược lại còn livestream hát tặng bà Hằng: "Em chào chị Phương Hằng, theo lời hứa trong livestream của chị hôm trước, em có hứa hát tặng chị, em vẫn làm nè. Mặc dù em bị chị nghĩ sai về em và quản lý gì đó của chị cũng nghĩ sai về em, nhưng em không giận, không buồn. Vì sự thật không đúng nên em không có giận, có buồn gì cả. Chị an tâm nha. Thôi bài hát này em hát từ trái tim của em khi chị livestream mà chị khóc. Em xem sao em thấy thương chị." Bản thân là một ca sĩ nổi tiếng trong việc chăm làm từ thiện, nhưng sau khi bị nhắc tên trên sóng livestream, hàng loạt chuyện cũ trong quá khứ của nữ ca sĩ cũng bị đào bới lên, như là việc không chịu nhận con, không tung sao kê tiền từ thiện mặc dù đã hứa nhiều lần, và quan trọng là xúi đồng nghiệp chửi bà Phương Hằng. Tôi có một giấc mơ quý vị ạ.
Tôi thấy Phi Nhung hứa hẹn với bà con 17 giờ sẽ đăng tổng kết và chốt sổ đợt quyên góp ủng hộ bà con miền Trung. Và tới giờ đã hơn 1.422 lần 17 giờ, tôi vẫn chưa thấy Phi Nhung làm như đã hứa hẹn từ năm 2016 rồi. Cái tật quên sao kê và hứa rồi không làm, chả coi người dân ra cái gì nó bị lây hay sao ấy. Và vừa kêu gọi quyên góp, vừa gộp luôn chuyến đi từ thiện cho nhãn hàng nước uống giải ngứa giải độc thì tiền nong liệu có lẫn lộn không nhỉ? Quý vị không tin vào fanpage và Facebook cá nhân của Phi cô nương để kiểm tra, kẻ người ta bảo tôi Photoshop. Nhanh kẻo họ xóa với sửa bài. Tới mơ nữa rồi, những giấc mơ kỳ diệu. Ăn tiền từ thiện thì không ngóc đầu lên nổi đâu. Bệnh ngâm tiền từ thiện là bệnh lây qua đường nghệ sĩ bẩn. Vậy là biết hờ lờ học từ ai rồi nhé. Làm gì có tuổi làm chùm cúa như PN. Phi Nhung còn được biết đến là một nghệ sĩ nhận nhiều con nuôi nhất nhì Vbiz. Tính đến hiện tại thì cô đang nuôi và chăm sóc 22 bé, trong đó có cả Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, ít ai biết được nữ ca sĩ có một cô con gái ruột nay đã 29 tuổi đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. Đặc biệt thời gian gần đây thì khắp các mạng xã hội bất ngờ rộ tin đồn Phi Nhung từng bỏ bê và không chịu thừa nhận con gái để cho chồng cũ nuôi nấng, sau đó lại lên nhận công trước khán giả. Trong một lần trò chuyện với khán giả sau khi được Phi Nhung công khai, con gái Wendy nghẹn ngào bật khóc khi kể về lần bị mẹ ruột chỉ nhắc đến con nuôi mà phủ nhận sự tồn tại của cô trên sân khấu. Có lần mẹ lên sân khấu và nói với khán giả rằng mẹ sẽ sống như vậy hoài, không lấy chồng và không sinh con. Lúc đó tôi ngồi dưới, tự dưng tôi bật khóc và cảm thấy rất buồn. Ngoài ra thì dân mạng lại càng tin vào việc Phi Nhung là chùm cúi qua những bình luận được cho là của Duy Mạnh chia sẻ như sau. Hôm qua anh thấy Phi Nhung hát tặng bà Hằng bài hát hay và đọc không anh? Hay hôm nào anh cũng tặng bà bài này đi anh Mạnh. Em Phi Nhung bị cô Hằng dọa cái .. ra quần, chắc tại có nhiều phốt nên sợ bị cô bóc phốt. Thế mà hôm nọ điện thoại xúi chú chửi cô Hằng và bà Ma Sơ vui vẻ, bây giờ lại quay qua nịnh cổ. Chú chán dân showbiz thật. Chú chỉ nói lên quan điểm. Ngay sau đó thì nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận mình không hề xúi Duy Mạnh làm những chuyện này. Và nam ca sĩ cũng đã đăng tải dòng trạng thái đáng chú ý. Thôi nhé, trợ lý của Phi Nhung điện thoại cho tớ rồi. Tớ không muốn nói gì thêm nữa. Các cậu làm gì thì làm, tớ không quan tâm nữa đâu. Ngay sau đó thì một hình ảnh của Phi Nhung xuất hiện tươi cười cùng với Võ Hoàng Yên, người bị nữ đại gia Phương Hằng tố cáo lừa đảo trên sóng livestream suốt thời gian qua cũng được tung lên mạng bất ngờ. Trước đó, cậu IT Nhâm Hoàng Khang cũng đã đăng tải một số hình ảnh kèm với thông tin cho rằng quản lý của Phi Nhung có mối quan hệ mật thiết với Võ Hoàng Yên, tố cáo hình ảnh Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho một người phụ nữ được quản lý của cô đăng tải thực chất không phải là bệnh nhân mà là người trong ekip của Phi Nhung. Và vào tối ngày hôm nay 10 tháng 6 thì nữ đại gia Phương Hằng đã hứa hẹn sẽ livestream vạch trần chuỗi Phi Phi cô nương, một cao thủ nhưng xui vì đã gặp sát thủ không chịu ngủ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của drama này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.